đây phải chăng là chiếc Lamborghini chói nhất thế giới của các dân chơi Mỹ? YouTuber Alex Choi đã thể hiện độ chịu chơi của mình khi anh đã độ một chiếc Lamborghini Huracan Super Trofeo trị giá 200.000 đô. Với 30.000 giải đèn LED được đặt lên chiếc xe này bằng cách độ thêm 2 cục pin ở phía sau ghế trước. Hơn nữa, điều còn khiến bạn phải bất ngờ hơn đó là nó dường như không bất hợp pháp theo luật sư của Alex. Và thực tế là anh còn không bị cảnh sát chặn lại khi lái chiếc xe này quanh thành phố. Chưa hết, nhằm thể hiện tinh thần dân chơi là phải tới bến, anh cùng với các huynh đệ của mình còn đã mang tất cả những chiếc xe sang như BMW, Porsche, RX-7 nhằm tạo thành một vòng tròn và sử dụng chiếc Lamborghini Huracan công suất 620 mã lực để drift. Subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị về xe nhé!